Ok anh. Chú ơi, cho ra thử đi tủ đấy. Cho nó ngoài tủ đấy. Mấy anh chịu lên mấy ông đấy thôi thì là mấy ông ấy có ngay. Chứ mấy cái này nó không bán lẻ, cái trục nó không bán lẻ. Đấy, em cho lấy cho anh nhé. Thế là bao nhiêu anh nhỉ? 1150 thôi anh ơi. Đúng rồi anh, em đúng rồi chưa? Đúng rồi ạ. Anh kêu anh, anh bảo anh cho anh xin công đức. Không nghe được không?